Hello và xin chào tất cả mọi người đến kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Và khởi động trận đấu thì mình đang gặp cái loại công nghệ đó chính là vé trúng thưởng mọi người ơi. Vé trúng thưởng này thì bây giờ thì để xem nào. Nếu như mà game này nó ra thêm những loại công nghệ kim cương nữa như kiểu là khu đồ hiệu hoặc là một cái khuôn mặt nghiệm thì mình có thể tìm kiếm những vị tướng 5 vàng 3 sao hoặc 8 vàng 3 sao nhiều nhất mọi người ơi. Mọi người xem video ủng hộ cho mình một đăng ký kênh và một like video mọi người nhá. Có ý kiến góp ý gì hãy để ở dưới nhá. Mình sẽ hoàn thiện ý tưởng nó cho mọi người xem. Rất là vui khi mà anh em bỏ khoảng thời gian của mình ra để theo dõi video của mình nhá. Kiểu nhiều khi mình live stream như anh em bảo donate đúng không? Kiểu như mình thực tế thì mình cảm thấy hạnh phúc khi anh em bỏ thời gian của mình ra để theo dõi mình là ok rồi. Bây giờ thì đã ai à, Thượng Long đang nhiều phết luôn này. Thượng Long ra khá nhiều đây. Thì mình đang có một cái ý tưởng làm là ai à, Thượng Long à. Hay mình sẽ cố gắng ron. Ui. Ui. Tiếp tục xem nào, lại. Ok, vậy là có màu rồi nhá, có màu rồi. Có màu đấy. Màu của game này đó chính là Thượng Long. Và mình sẽ chơi Thượng Long đi. Đội hình Thượng Long sẽ là đội hình mình sẽ lựa chọn trong trận đấu này. Mình đang ui vãi đạn không, và rớt luôn mọi người này. Ở đó 2.3 thì mình đã có Skarner 3 sao rồi và Lily chuẩn bị lên 3 sao, Vladimir nữa. Vậy là một cái game mà tín hiệu từ vũ trụ bảo mình chơi đội hình Thượng Long. Tín hiệu từ vũ trụ rồi mọi người ơi. Và với tín hiệu từ vũ trụ này thì mình sẽ làm cho mọi người xem luôn nha. Khi mà mình có đội hình Thượng Long full 3 sao từ sớm ấy thì cái tỷ lệ có Olaf soi 3 sao sẽ rất là cao. Bây giờ ôi trời ơi, kìa Vladimir tiếp này. Tướng ra như hắc mọi người ạ. Lắp luôn bộ xanh cho Lắc nha mọi người ơi. Combo cho Lắc thì không thể thiếu bộ xanh được để nó sẽ skill cực kỳ nhanh nha. Anh chỉ yêu em mãi thôi. Stole your car and got those tattoos.
lắc nữa này mọi người ơi. Khởi đầu tướng là khá sướng nha. Không biết rằng là xíu nữa như nào đây, nhưng mà khởi đầu khá ok với Baroque 2 sao luôn rồi. Mình sẽ cho Baroque vào mọi người ơi. Bây giờ Nearly còn 3 con nữa này, Vola còn 5 con. Và khởi đầu thì bây giờ lượng vàng mình đang bị thọt, nhưng mà bù lại cái thì Thượng Long những con tướng nhỏ lên gần 3 sao gần hết rồi. Bây giờ đội hình Thượng Long của mình thì chuẩn bị full 3 sao hết rồi. 3 Varus, 3 Lắc, 1, 2 và 3 Valamir nữa là lên rồi. Khá may mắn khi có một cái vé trúng thưởng này. Và thực tế thì anh em đã cũng vậy thôi. Khi có vé trúng thưởng thì đều nghĩ tới đội hình đó chính là Thượng Long phải chơi hết. Lắc, Valamir. Vladimir, Nearly 3 sao. Và cho Vladimir vào, mình sẽ có 5 Thượng Long. Cái viên Thượng Long của mình bây giờ sẽ được phần thưởng cao hơn mọi người nhá. Bởi vì thì mình đang có tận 2 tướng 3 sao rồi, nó theo cấp sao ấy. Lắc chuẩn bị 3, Varus chuẩn bị 3 nữa, nhức cái nách luôn, tuyệt vời. Khá nhân phẩm. Bây giờ 3.2 mà có xoay tự động nhờ, vô xoay luôn ha. Mình sẽ không xoay đâu. Ấy da, cũng Thượng Long này, khó nhờ. Top 1 Thượng Long không? Sợ người chơi Thượng Long quá thì mình sẽ khó lên được Thượng Long full 3 sao từ sớm để kiếm được con Olden Soi ấy mọi người. One shot, 367 sát thương. Bây giờ thì mình sẽ tích vàng, lên 50 vàng lại thôi. Một Vla nữa, 4 Lắc, 3 Varus. Ok. Dựa hơi năng lượng xanh của ông Luden thì mình sẽ lựa chọn cái năng lượng xanh đi. Vla 3 sao luôn. Hay quá em ơi, tuyệt vời. Varus này. Vậy là mình nghĩ trong game này tờ ra tầm 3.6, 3.7 thôi là mình có thể đủ hình Thượng Long full 3 sao rồi. Với cái mức độ như này mọi người ạ. Mình cứ tưởng game này sẽ có bạn. Ui, rắc 2 vút rồng và Thượng Long luôn ghê vậy. Thế này thì phải có một cái gì khổng lồ cho Varus thôi. Ok, vừa nói xong gặp top 1 này. Ông này có tận 80 stack rồi. Vút rồng nhưng mà gặp Nearly sát thương vật lý thì cũng phải chết thôi. Châu phết nhờ. Varus, ai à, gậy quá khổ à. Varus tiếp mọi người này. Ui, game đừng có đùa tôi như vậy chứ. Hai Varus lên 3 sao mọi người ạ.
Trang bị bây giờ thì mình đang muốn làm cho lắp một cái gậy, một cái cọc bảo thạch nữa. Nên đổi ra đi chợ tiếp theo mình sẽ nhặt đi. Tương tửng 2 sao, 4 băng hội, Huyễn Long, 76 máu thì đang chơi ở đây. Thủy Long à? Nhấp phát không? Lắc không? Không ra à? Mình kiểu là một người thích Ron, mọi người phải nghiện Ron á. Ron này bị gây nghiện đó anh em ạ. Kiểu giác như kiểu là mình tò mò với cái phần thưởng phía sau những phát nhấp của mình vậy đó. Round này tương tưởng kiểu là một vị tướng giáp trâu ấy. Ok, win rồi. Varus, chói. Kiểu xiềng xích nhá. Sợ xích tinh vân. Những cái kỹ năng này, cái tên của kỹ năng thì kiểu nghe khá hấp dẫn. Khôi Lê Đình à. Năm hóa hình. Hay à. Trang bị bây giờ thì mình đang có 3 găng, vậy là chắc chắn mình sẽ có một găng rồi. Và có thể lắp cho lắp một cái trang bị găng bảo thạch. Thường thường trong trận đấu mà có loại kim cương ấy, có một loại kim cương thì game này rất là dễ ra những cái đồ ánh sáng ở round 3.7 hoặc là 4.7 của mình nhá. Ok, găng của tôi. Hy vọng mình sẽ có một cái combo trang bị tuyệt đẹp cho Owen Soy, đó chính là bùa xanh mắt lành kết hợp với găng bảo thạch hay là một gì đó. Và nếu như trận đấu này mà có 3 đồ ánh sáng được bị tướng thì càng tốt. Varus. Hay là nước mắt à? Tích vàng mọi người, tích vàng thôi. Bây giờ mình gọi Ron khá nhiều nữa. 92 tiết, ông này thì mình win được. Ông này thì đang có đội hình 4 ám long, 4 đấu sĩ. Đợt trước mình có làm một trận đấu với 9 kim long và 8 đấu sĩ rồi, cũng khá đỉnh. Olap. Ui, thua mất rồi anh em ơi. 5 trận thắng của tôi mất rồi. Lắc. Ui, không đổi luôn. Đồ hình ám long này nó chọc đau quá. Giảm giáp bị đau vãi nồi luôn. Oh my god. Người tôi mệt quá anh em ơi. Ấy à, nó xét à. Lắc ơi. Lắc. Ba rớt này. Lắc này. Bình nghiện Ron em bảo chết là bình nghiện Ron rồi. Ok ok. Mình sẽ từ từ lại nha. Nghiện Ron nó mất rồi. À, 56 tiết. Đồng hồ cát. Quiana là lôi long hóa hình à? Đồ hình hóa hình này mà cho thêm con đều đồ này mà cho con ao xin cầm nhỏ. Những cái nách luôn. Một pha rớt nữa mình sẽ lên 3 sao. Thua. Lắc. Đúng rồi. Nhưng mà vẫn sẽ thua thôi. Trâu quá. Máu tận 4.001. Dây si 2.002. Ui. Đúng đủ ánh sáng thật luôn mọi người ơi. Bùa xanh anh. Ui dồi, 5 đồ kìa. Bùa xanh mắt lành như Bly. Tôi hết vàng rồi, đừng. Ai da. Quyền trượng thần URF à. Tôi lấy tạm đấy mọi người ơi. Mình đang sẵn quyền trượng đấy mọi người. Nên là xíu nữa có luôn con Olden Soil. Mình sẽ cho nó 3 quyền trượng cũng ok. Cũng sẽ là một pha xử lý hợp lý thôi. Quyền trượng bây giờ thì mình cũng lắc của mình full trang bị mất rồi. Nên mình cũng không cho thêm một được đúng không. Thì bây giờ thì mình sẽ lắp một cái quyền trượng dư vào đi. Mà mình giờ có 1 nam châm mà. 1 nam châm lắp dư vào cũng không ổn. Bây giờ để xem nào. Trang bị bây giờ thì đây sẽ là một cái quyền trượng nữa này. Lắp là một quyền trượng nữa đi.
xíu nữa mình sẽ đổi một con pháp sư nữa cho vào để cho nó cầm quyền trưởng nữa, để xíu nữa mình bán đi được. Ông này nó chơi thượng long này, lắc phun chí mạng luôn. Ném. Đúng rồi, lắc của mình sát thương mạnh hơn. Phát nữa nào lắc. 310 sát thương phép luật. Rồi ok win. Sợ kiểu lên Valorant 3 sao xong lắc lại không lên 3 sao nữa thì đúng mệt. Ui, 1800 sát thương luôn. Khét vãi. 8000 mốt sát thương này mọi người này. Game này thì đúng như mình dự đoán, nó chính là có một trận đồ ánh sáng và khuyết rằng ở round 4.7 thì có phải tiếp tục hay không. Và nếu như tiếp tục thì mình sẽ có một trận đấu cầm ông lần soi cầm hai câu chuyện ánh sáng mọi người ạ. Đồ ánh sáng. Kim cương. Nhanh tay lại mắt kho thần tích. Quyền trượng. Trời ơi mọi người, không phải quyền trượng. Đen thế nhờ. Trời ơi kìa. Giá như cái búa rèn. Lấy cuồng đao này mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ tích vàng nha, không tiêu vàng nữa. Vậy là nếu mà game này nha, là mình sẽ rất dễ xảy ra một điều, đó chính là một vị tướng cầm 3 trang bị ánh sáng luôn. Nếu như mà điều nếu xảy ra là một điều cực kỳ kỳ tích luôn, kỳ tích thực sự. Trang bị bây giờ thì mình sẽ lắp cho vào đúp cái kiểu gì khổng lồ đi, bởi vì mình thấy cũng nhiều anh em chơi thủ ngon quá nhờ. X3 trang bị ánh sáng trong một trận đấu luôn. 4.7 hy vọng sẽ có một đồ ánh sáng nữa. Là bơ, con mẹ nó phạch luôn mọi người ơi. Game cực chiến nha. Bây giờ mình cần một chuỗi thắng dài. Giờ búa rèn nhờ. Giờ muốn có búa rèn thì mình phải có một chút thủy long mọi người. Phải cho thủy long vào một chút thì mình vẫn đến 50 stack mình sẽ có một búa rèn. Và mình sẽ nhờ con xôm đi, cho xôm vào đi để kích hoạt 3 thủy long. Rồi mình sẽ lấy một búa rèn để gõ cái đồ này ra nha. Đây à, vừa nói kìa. Có luôn. Nhưng mà có này thì mình cũng không thể nào cho vào được. Bởi vì mình đang muốn cho vào mình có 2 slot á. Vút rồng đây. Cho vừa la rồi mọi người. Mình sẽ chỉ dành một trang bị dành cho một vị tướng thôi. Chứ không cho nhiều mọi người ạ. Tiếc nhờ, trời ơi cái này mà quyền trượng thiên thần xong x3 quyền trượng đồ. X3 quyền trượng ánh sáng nhờ. Ôi trời ơi. Siêu cơ mà nó phẩm luôn. Ông này đồ cũng đẹp này. Ui, xôm mạnh đấy. Xôm ở sư ánh sáng luôn à. Ông này cũng hai đồ ánh sáng giống mình này. Nhưng mà mình mạnh hơn. Khi mình tích ra 50 vàng là mình sẽ run tiếp nha mọi người. Chúng ta sẽ có gì đây? Zoe, Yasuo. Kai'Sa, nước mắt. Lấy nước mắt đi mọi người. Bây giờ mình sẽ úp lên ra vào 7. Để kiếm Odin Soi. Ui, hên vậy. Quá hên anh em ơi, không cần Ron nó tự ra luôn. Lắc ơi, lắc. Lắc ơi, ra lên luôn đi. Lên. Lên. Đây rồi, một bé nữa mọi người, một bé lắc nữa nha, một bé lắc nữa thôi. Một bé lắc nữa, bán đi. Lên luôn không? Tuyệt vời. Rồi bây giờ thì mình chỉ việc đó chính là úp cấp thôi, không cần nhìn nhiều nữa. Úp lại bên này vào 8. Kiếm ông lần soi 3 sao. Cha trời ơi. Cầm đồ đẹp. Tích vàng rồi ạ, tích vàng để 4.7 ron đồ nha. Nếu như đội có đồ ánh sáng mình sẽ ron. Là một vị tướng cầm x3 sẽ bị ánh sáng luôn. Cháy. Chiếu cho xôm vào để kiếm búa rèn. Gõ đồ.
Rồi, tuyệt vời. Ui, vàng kìa, nhức cái nách. 82 tiết, đang có một cái đội hình gì đây, ám long. 63 máu. 44 máu. Quyền à. Ok, xin đi tiếp bạn ơi. Xin đi tiếp bạn ơi. Một phát, hai phát. Ba phát. Bốn phát. Và phát cuối cùng sẽ là một phe pentakill của Luck của tôi. Ách. What the fuck. Trời ơi, ăn chói của Varus phát là mình ngủm luôn. Bởi vì Varus pháp sư anh em ạ, skill 2 lần. Nào, đuổi ánh sáng đi. Ảo ma Canada luôn. Ba xuất sắc ba thuật. Trời ơi. Cái này là đồ ánh sáng đó mọi người nhỉ. Từ từ mọi người, mình nghĩ xem nào, mình nghĩ xem nào. Nếu như để một round ra được 5 con Oven Soil á, thì mình cần phải lên được đội hình xạ tiễn full 3 sao. Mà xạ tiễn bây giờ lên full 3 sao thì nó quá muộn rồi. Quá muộn, hơi muộn một chút mọi người ạ. Xạ tiễn bây giờ muốn lên được phải có gì là Ezreal này. Lên FU 3 sao nữa à? Hơi khó điều này. Vừa la mình cầm vuốt rồng nó xét mà. Không thua con sộp đâu. Ui, là ba xúc sắc luôn này thì nhức cái nách luôn rồi. Nhưng mà hơi tiếc là không phải cho bị ánh sáng ạ. Ui, Olden Soil luôn này. Olden Soil luôn, thuật sĩ. Bắt đi. Test nhân phẩm. Ui. Như này, Gna 3 sao à. Olden Soil. Bùm. Rồi thua luôn à. Ây da. Trông thế. Hai liều nó hình luôn, trái tim mẫu hình. Lexi ở 3 sao nó thì vãi đạn luôn. Olden Soil. Một BF. Mình đang kiểu muốn làm một pha siêu con mẹ bà phẩm luôn mà chưa, không được rồi. Còn một cái cuồng đao phán quyết nữa này, nhưng mà mình vẫn chưa muốn lắp vào để đợi bố rèn để gõ ra. Đây, xạ tiễn này. Nhưng mà FU 3 sao thời điểm bây giờ nó khó quá. Xay ra 3 sao bây giờ mình có thể là có thể làm được. Nhưng mà với con xạ tiễn 3 sao thì với con FU 3 sao thì hơi khó. Bum. Bom nguyên tử. A à, đủ thua luôn rồi. Bum. Nó sét. Thua mẹ thua. Nó sét với cả lắp máu này nó trâu lắm, không chết ở đâu. 1.500 sát thương này. Ok. Không kịp. Ừ.
Olden Soi đâu? Có Olden Soi quyền trượng luôn. Ê, thế vãi cả đàn game gì thế này? Game bảo mày chơi đi à? Game bảo là mày tao cho mày top 1 đấy hả? Đang cần quyền trượng ra quyền trượng luôn. Thôi cuộc round này mình cho Varus cầm đi ha. Cho Varus cầm hoặc là cho Lắc đi. Varus cuồng đao đi. Sợ ông top 1 thì cập bắt Olden Soi quá. Olden Soi 2 sao này. Đúng luôn. Năm ba tiết xôm. Ok. Hóa hình Thượng Long. Hóa hình thì sẽ gồm có con Savanna nữa. Mình đang nghĩ xem nên xuất sắc và thuật thuật với con nào. Có thể là Varus đi. Varus hai hệ này. Mà con Nearly cũng khá là ổn. Nearly thì nó cũng sẽ khá ok. Bởi vì sao nó cũng kiểu hóa hình ấy. Mà con Grenade lên 3 sao rồi. Grenade của ông này lên 3 sao này. Cái ông này này. Ông hóa hình này mọi người. 9 thủy long. Ông hóa hình rất là nhỏ. Đây 6 hình đây. Ông này 6 hình rồi và lên Grenade 3 sao. Như này các kiểu rồi. Thì mình nghĩ tỷ lệ cao là mình sẽ. Ui. Khó nhờ không ra mọi người. Không ra. Không ra mọi người. Khó lắm. Tỷ lệ hơi thấp á. Mình có 4 Olden Soi. Ơ, từ từ khoan áp, hình như mình chưa lên level 8 à? Chết cha, mình bị ảo Ma Canada rồi. Mình cứ tưởng luôn mình lên level 8 mà chứ, trời ơi. Oh shit, nó chơi game nhiều nó bị ảo game anh em ơi. Kiếm súng. Oh shit, chơi game nhiều nó bị ảo. Mình không muốn như vậy đâu, hiểu. Ảo game rồi. Top 1 ơi, bạn đừng có. Ui level 9 rồi, thế là xong rồi anh em ơi. Ông này level 9 và ông này sẽ bắt được Olden Soi. Soi anh em nha, một pha xuất sắc ma thuật khá là dại khờ của mình. Ao xin này. Cho 3 vào ngoài, kích hoạt tỷ lệ lên nha. Ron. Ao xin này. Olden Soi 3 quyền trượng. Boom. Boom. Savanna luôn. Olden Soi. Không phải à. Úp level 9 hay tích vào úp level 9 ron luôn nhở. Hay ok mình tích vào úp level 9 ron nha cho chắc kèo nha. 32 máu nó cho thêm 3 vào và thực tế thì ở level 9 này mà ron thì nó sẽ dễ ra Olden Soi mình rồi. Lắp pháp sư luôn. Khét đấy. Rao xong cả ông này à. Ai à, ông Quyena à. Lúc ấy mình thua ông này một lần rồi. Bây giờ thì bây giờ thể thua chắc cũng hơi khó đúng không?
Ok, đã né được con Quiana rồi. Nhưng mà còn Gna nữa. Gna của chúng tôi này đóng băng Andrew full chí mạng và Olden Soi sát thương lên bao nhiêu rồi? 455% sát thương mọi người ạ. Một tia 2007 sát thương. Và phát cuối này, chưa kịp phát cuối là chết rồi. Châu phết tại 7000 máu. 32 tiết thì có vẻ như là đang thắng rồi, 32 tiết thắng rồi. Alcin không kịp skill rồi. Slash châu quá mà. 72 vàng up level 9. Ây da, biết thế mình để dành xúc sắc rồi. Xúc sắc hơi sai. Olden Soi, hay quá. Mình một pha xúc sắc hơi sai lầm một chút. Ui, Jerry 3 sao luôn. 9 thủy long. Nina. Đợi, mình sẽ đợi mọi người nhá. Sẽ đợi đi. Ông này vẫn chưa run ra Olden Soi. Mình đang cầm tận 6 con rồi. Quên mất lúc nãy mình bắt mắt mình chơi nhiều bị lé. Mình cứ tưởng mình up level 8 rồi mà không phải, mình thật ra mới chỉ ở level 7 thôi. Vãi đạn thật, sorry anh em nha. Pha đấy thực tế là hơi lỗi. Ôi dồi ôi. Ui dồi ôi. Ông Bin Z lại thua rồi à. 18, 14, 2 tiết. Round này thì không có full rồng. Một gì đây, không có ấn pháp sư luôn, mũ phù thủy này. Huyết kiếm này. Mình sẽ lựa chọn cái găng rồi nhá, để lắp cho con Nearly cầm một đồ. Ây da ơi, Giàng ơi, ôi Giàng ơi. 75 vàng. 5%. Hai con nữa không người ạ? Và mình đang nghĩ ở level 8 hay level 9 nhở? Mình 39 máu là có thể chấp cái này một round nữa mọi người nhá. Một round nữa có thể chấp được. Chấp một round, round sau mình 14 vàng. Có thể là round sau mình sẽ thêm một con Olden Soi nữa. Ui, Olden Soi của tôi sắp chết rồi. Ây à. Ui, chết luôn. Khỏi phải chấp. Và đớt, cánh tim, và đớt. Ok, và đớt win rồi ơi, và đớt mạnh quá. Ôi, ông này sẽ chưa chết đúng không? Và là chúng ta còn ông 14 tiết nữa. Nhưng mình vẫn sẽ một pha chấp một round. Ông lần soi. Không phải một tức mắt. Chấp một round mọi người. Muốn có siêu phẩm tôi thì phải trả giá thôi. Ok, hôm nay quên mình luôn à. Cố lên Jesse ơi. Đúng rồi, gõ bắt đầu. Đúng rồi. Hay quá. Ra là mình thua cũng bị ít máu này. 94 vàng, 14 vàng, 68 vàng level 9. Olden Soi. Hai con nữa. Một bé nữa mọi người. Perfect.
Ông là soi 3 sao. 3 quyền trượng. Và đây chính là thứ mình muốn cho mọi người thấy. Boom. Nhức cái nách luôn chưa? Thua làm sao được đúng không? Hai xe kẹ này. Và để xem khi mà Olufor 3 sao với cái đội hình 8 Thượng Long thì sẽ là cái gì. Để xem phần thưởng mình sẽ là gì nha. Hai này solo với nhau này. Pha game này thì nó mình hơi bị sai một cái chỗ, đó chính là ở pha xuất sắc ma thuật thôi. Còn lại thì cũng khá là hoàn hảo đúng không? Legacy chỉ bị 3 sao à? Estil bắn khá lực, nhưng mà vấn đề ở đây tưởng chính là Varus cầm cuồng cung Runan. Và Jayce thì có vẻ như kiểu là bị đóng băng rồi. Và Jayce chua luôn rồi. Để xem nào. Gì đây? Ra gì? À cũng thế thôi. Vãi đạn không? 4 giây ke luôn. Ok, một trận đấu hoàn hảo đến từ vị trí Thượng Long. Boom. Và trận đấu kết thúc đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Chào mọi người, hẹn lại ở những video sau. Bye bye, tạm biệt.